anh Trịnh Phi Long vốn là một thầy giáo dạy tiểu học, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật viết thư pháp từ nhỏ, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, anh đã nghiên cứu và viết thành công chữ thư pháp trên chất liệu lá sen và trở thành một trong những người trẻ khởi nghiệp thành công nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trời ơi, hẹn giờ này chưa tới nữa. Trời ơi, anh Thạch. Chú Quang, gì? Em làm gì vậy? Từ sớm mà giờ này em mới tới, trễ quá. Em làm gì vậy? Em đang ngắm đồng sen. Ngắm đồng sen mà sao miệng nghe nhóm nháp? Có. Em quá đáng lắm nha. Chờ anh lâu quá, em hái mấy cái đồng sen ăn thôi. Anh xin lỗi, em xe đò delay. Cái gì? Cái gì mà xe đò mà delay nữa? Anh giỡn hoài này nè. Trễ giờ thì nói trễ giờ. Thôi hôm nay anh em mình hẹn tới Đồng Tháp á. Thì nhắc tới Đồng Tháp thì em hỏi anh nè, mình nhắc tới cái điều gì? Trời đất ơi, gợi ý quá rõ luôn về đặt đố nữa. Đứng ngay cái đầm sen, cầm bông sen, ái sen là liên quan tới sen chứ gì? Tất nhiên rồi, bây giờ hả? Sen ở Đồng Tháp, thường anh nghĩ tới những điều gì nè? Trước tiên anh nghĩ tới món ăn liền à. Ngó sen nè, hột sen nè, rồi trà tim sen nè. Trời đất ơi, con người gì đâu mà nhắc tới sen là toàn nghĩ tới ăn với uống. Ăn uống là mập lên không nói, lúc nào cũng như con khô nè. Nè, sen á, ngoài tác dụng là mình dùng làm món ăn nè, làm thức uống nè, chữa bệnh trong đông y. Hôm nay á, nhắc rủ anh tới Đồng Tháp, đặc biệt là giới thiệu cho anh một loại hình mới. Khoan đã, trước tiên á, anh Hữu Thạch hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Hữu Thạch xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Hãy chúng em mến chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây cùng với diễn viên Hà Chí Quang và nghệ sĩ Hữu Thạch, chúng tôi đến với Đồng Tháp để chúng ta tìm hiểu điều gì ạ? Vâng, đó là một loại hình nghệ thuật mới, nghệ thuật viết thư pháp trên lá sen. Và đó cũng là điều bí mật và điều đặc biệt em muốn giới thiệu với anh. Ủa gì đó hả? Ồ, sao anh nôn quá vậy? Anh nôn đúng không? Tò mò đúng không? Mời tất cả quý vị khán giả và anh Hữu Thạch chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân viết thư pháp trên lá sen, anh Trịnh Phi Long. Xin mời anh. Đi. Canh có bán không? Dạ, chào anh. Dạ. Rồi, chào chị Quang. Dạ, chào anh Hữu Thạch. Chào thầy Phi Long, ngày hôm nay thì Hà Chí Quang cùng chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây và nghệ sĩ Hữu Thạch đã đến đây gặp thầy Phi Long, đặc biệt là muốn tìm hiểu nghệ thuật vẽ thư pháp trên lá sen này độc đáo như thế nào. Bây giờ để hiểu rõ hơn về cái loại hình nghệ thuật này thì mời chị Quang và anh Hữu Thạch vào nhà mình sẽ trải nghiệm nha. Dạ. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cảm thấy như thế nào nếu trong nhà chúng ta để một bức tranh như thế này ạ? Và đặc biệt hơn nữa, nếu bức tranh này làm quà tặng cho bạn bè, người thân, chắc là rất ý nghĩa. Và để hiểu rõ hơn bức tranh này được làm như thế nào thì chắc hẳn rằng Hà Chú Anh xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu qua chủ nhân của những bức tranh này, tác giả Trịnh Phi Long. Chào thầy ạ. Chào mừng. Và ngày hôm nay Hà Chú Anh và nghệ sĩ Hữu Thạch đến đây là cũng muốn tìm hiểu về nghệ thuật viết chữ trên lá sen. Không biết là từ đâu, cơ duyên nào đã đưa thầy chọn lá sen là một cái vật liệu chính để mình viết chữ thư pháp? Khi mình thực hiện viết thư pháp thì có rất là nhiều chất liệu để mà mình viết. Nhưng mà khi mà nghĩ là ở Đồng Tháp của mình đó, thì đặc biệt là cây sen, thì người dân Đồng Tháp đã tận dụng hết tất cả về cây sen, như là củ sen, thanh sen, gương sen, ngó sen, vân vân nhiều. Và một người viết thư pháp như thế này thì mình nghĩ là mình phải viết thư pháp trên cái lá sen thì chắc có lẽ là nó sẽ mang một cái nét gì đó rất đặc biệt. Và đã tìm tòi một cái chất liệu như lá sen như thế. Giờ rồi em chia sẻ với Hà Chí Quang là em vẽ trên lá sen đó là sự chọn lựa của sự đặc biệt của vùng miền mình. Nhưng mà anh muốn hỏi là cưng học thư pháp thì tự lên đây hay là có ông thầy dạy lên đây chia sẻ cho mọi người biết với? Thì thư pháp thì em tự học. Em bắt đầu em tiếp xúc với bộ môn này là năm em học lớp 7. Thì ông nội có cho xem một cái bài báo. Thì lúc đó trong người mình cảm thấy là mình rất là thích cái bộ môn này và đã tìm hiểu. Và đến khi bước vào cái môi trường đại học thì lúc đó sẽ có nhiều cái điều kiện hơn. Thì lúc đó em tự phát triển thêm cái loại hình nghệ thuật này. Khi mà thầy chọn lá sen á, có điều gì ấn tượng, kỷ niệm vui buồn nào khi nhắc đến nó hay không? Có. Thì kỷ niệm thì cũng rất là nhiều. Vui có, buồn có. Vui là khi mình làm được sản phẩm thì được mọi người đón nhận rất là nhiệt tình. Rồi cũng có một cái kỷ niệm nó cũng để đáng nhớ, đó là khi mà mình làm những sản phẩm đầu tay thì nó không có đảm bảo về cái mặt yêu cầu về cái thời gian, cái tuổi thọ nó ngắn, rồi tranh nó bị móc,
Lúc đó thì mình sẽ tìm hiểu thêm để mình xử lý làm sao cho nó không còn bị mốc hoặc là nó tuổi thọ nó ngắn nữa. Thầy có cảm thấy là mình quá mạo hiểm khi chọn nguyên vật liệu là lá sen để mình thực hiện những bức thư pháp của mình hay không? Bởi vì lá sen rất dễ hư, chúng ta làm cách nào để chữ được lưu trên lá sen và được bảo quản và được duy trì lâu nhất? Trước khi mình thực hiện viết thì lá sen đã được xử lý theo một cái công nghệ của nước ngoài, đó là sấy lạnh đó. Và để tăng được tuổi thọ. Và sau khi mình viết cái chữ thư pháp trên đó xong, mình cũng phải đi nhiều cái lớp keo để mà mình tăng thêm tuổi thọ và tạo cái tính thẩm mỹ cho cái lá sen nó đẹp hơn. Em Phi Long, cũng cái câu hỏi của Hà Đức Quang hỏi thêm nữa. Thế là cái lá thì lá tươi rõ ràng luôn. Nhưng mà màu thì nó có khá nhiều màu. Đúng rồi. Vì ngoài cái vụ mà em vừa nói xong, em có giải pháp gì thêm cho nó không? Lá sen thì ngoài cái màu xanh này thì còn có những cái màu khác như màu trắng, màu vàng. Thì cái việc mà xử lý màu thì bên cái công ty sẽ phối màu cho mình theo cái yêu cầu. Vậy là có phối màu trong đó. Và khi mà anh tiếp cận với bộ môn này, chắc ngày càng mình được cuốn hút vô đó nhiều hơn đúng không? Mình có nghĩ rằng là mình ngoài cái những chữ thư pháp là mình sẽ kèm thêm những cái tranh ảnh gì để tạo cho bức tranh mình thêm phong phú hơn? Thì ngoài cái việc mà mình viết thư pháp, có thể cái lá sen có thể mình vẽ tranh thủy mặc vào đó vẫn được. Thì nó rất là đẹp, bởi vì cái tự nhiên của cái bề mặt lá, như Phan thấy là nó có cái gân lá bề mặt của nó. Thì khi mình vẽ tranh và mình kết hợp với thư pháp lên thì nó tạo thành một cái bức tranh nó rất là cuốn hút cái nhìn của ta. Và cái điều đặc biệt là anh Hữu Thạch có để khi anh mà cầm lá sen lên, thưa quý vị, hãy chúng anh tưởng là lá sen này là chất liệu là polymer. Nhìn đúng rồi, nhìn rất là dễ và rất là chắc chắn, khác hoàn toàn so với lá sen tự nhiên của mình. Và ban đầu khi mà mình chưa tìm được cái cơ sở mà sản xuất ra cái lá sen này thì mình có bao giờ mình thử trên lá sen tự nhiên chưa? Thì trước khi mà đến với cái lá sen mà đã được xử lý hiện đại như bây giờ, thì lúc trước cũng có thử là mình hái ở dưới đầm vậy, thì mình phơi thì nó khô đi và mình không thể nào mình viết được. Mình đã tìm đến cái cơ sở này, họ sẽ cung cấp cho mình cái lá sen nó đủ cái đảm bảo về cái yêu cầu để mình viết lên đó. Cái lá sen này như vậy là cái người giải quyết cái lá sen cho cưng là họ có bảo đảm là bao nhiêu năm không? Dạ có anh, thì một cái lá sen khi họ cung cấp về cho mình thì cái tuổi thọ của nó tầm khoảng 3 đến 4 năm. Và sau khi em về đây thì em thực hiện thêm một cái công đoạn nữa thì cái tuổi thọ nó lên khoảng từ 4 năm đến 5 năm. 5 năm. Và anh cũng chia sẻ đi à, và không biết là cái bộ môn nghệ thuật viết thư pháp trên lá sen này mình theo được bao nhiêu năm rồi? Thì đến với cái bộ môn nghệ thuật thư pháp này thì đến nay thì khoảng 12 năm. 12 năm? Lúc đó mình lập gia đình chưa? Lúc đó thì chưa lập gia đình, còn độc thân mà. Thầy Phi Long chia sẻ, năm học lớp 7, anh được ông nội truyền cho cảm hứng nghệ thuật viết thư pháp. Và từ đó, anh đã không ngừng khổ luyện, cố gắng để có được kỹ năng viết thư pháp điêu luyện như bây giờ. Thư pháp là một môn nghệ thuật mà người viết thư pháp phải thực sự đam mê mới có thể phát triển được năng khiếu và tài năng của mình. Khi viết thư pháp, đòi hỏi người viết phải có cái tâm tịnh. Chỉ duy nhất là phải tập trung vào để mình viết làm sao cho nó đẹp nhất. Cái hồn là yếu tố quan trọng nhất của một tác phẩm nghệ thuật, và thư pháp trên lá sen cũng vậy. Chính vì thế, thầy Phi Long luôn dồn cả tâm huyết của mình vào từng nét chữ. Phi Long nè, được biết á, em là một thầy giáo, là em có học trò cho cái môn này không? Dạy thêm hay kèm ở ngoài á? Dạ có anh, tại cái cơ sở này thì em có hướng dẫn cho một vài bạn đến với bộ môn nghệ thuật này nè. Thì cái lớp này gọi là lớp miễn phí thôi. Nếu mà bạn thích thì đến để mình hướng dẫn cho các bạn. Thì nếu mà các bạn sau này mà lành nghề viết được thì lúc đó mình sẽ trao cho các bạn những cái sản phẩm để mà các bạn viết. Và đầu tiên là thưa quý vị khán giả, khi đến với thầy Phi Long, đến với nghệ thuật viết thư pháp trên lá sen, tất nhiên là lòng đam mê. Thầy muốn truyền nghề cho tất cả mọi người. Vâng, nếu ai ở Đồng Tháp thì chúng ta muốn tập tành cũng như là chúng ta muốn theo về cái nghề viết tranh thư pháp này trên lá sen thì quý vị cứ tìm đến thầy Phi Long, hoàn toàn miễn phí đúng không ạ? Đây là một lời quảng cáo dành cho quý vị, cũng khuyến khích thôi, tại vì những cái lưu giữ này, cái nền văn hóa của mình, đặc biệt là lá sen đặc trưng của Đồng Tháp thì chúng ta nên lưu giữ nó và chúng ta lan tỏa để cho ngày càng nhiều người biết đến hơn loại hình viết thư pháp trên lá sen này.
con, giải thưởng hoặc là buổi triển lãm mình đã có chưa? Triển lãm thì cũng có rồi. Vào năm rồi 2018 thì cũng có làm cái buổi triển lãm tại thành phố Sa Đéc. Yeah. Thì cái buổi đó để gây một cái quỹ cho các bạn học sinh ở ngay tại xã Hòa Bình này. Yeah. Để tiếp sức đến trường ha. Anh Hữu Thạch nè, ngày hôm nay đến đây anh thấy thì anh cứ xăm soi bức tranh hoài. Không biết rằng anh có điều gì muốn hỏi không? Cho anh hỏi thằng cái. Yeah. Cái tấm này nó dính như đây với cái chữ. Như theo cái công nghệ là đầu tiên mình dán trước mình vẽ hay là mình vẽ xong mình mới dán? Dạ, yeah, bây giờ là mình dán xong rồi mình mới viết lên. À. Dạ. Yeah. Cái loại keo của mình dùng là keo sữa hả? Là keo sữa. Keo sữa có pha thêm cái gì không? Mình chỉ pha nước thôi. Pha nước. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ dán lên ha. Nhưng mà cái chất liệu, cái vật liệu nè, cái lá sen được xử lý như thế thì không biết là có bán rộng rãi hay không? Cái lá sen thì không có bán lẻ để mình viết thư pháp, còn nếu mà mình mua để mà trang trí nội thất này kia thì họ sẽ bán ra cho mình. Ở các nhà sách cũng bán hay là có showroom của? Có showroom. Thầy Vi Long thân mến, khi mình đang là hoạt động cho nghệ thuật viết thư pháp trên lá sen này, mình có biết là trong tỉnh Đồng Tháp của mình có bao nhiêu người cũng đang hoạt động cùng nghề với mình không? Những người mà viết thư pháp của tỉnh thì cũng rất là nhiều, nhưng mà hiện tại vì trong câu lạc bộ thì khoảng hai mấy thành viên thì vẫn hoạt động trong cái bộ môn nghệ thuật thư pháp này. Và cảm thấy sức lan tỏa như thế nào? Thì sức lan tỏa thì nó rất là lớn, và hầu như là các bạn trẻ cũng có. Dạ. Hoặc là các cô chú đã về hưu đó thì muốn tìm hiểu cái bộ môn nghệ thuật này để mà thư giãn. Về cái đánh giá của thầy Phi Long đối với bộ môn nghệ thuật viết thư pháp trên lá sen này, cho thầy là có khó hay không, có cần hoa tay hay không? Thì khi mà mình viết thư pháp á, thì cái việc thứ nhất là mình phải có đam mê. Tuy mình không có năng khiếu nhưng mà mình đam mê thì mình sẽ luyện từ từ, nó cũng sẽ được thôi. Thời gian. Anh Thạch nè. Thầy nói là có đam mê ai cũng có thể làm được. Anh nhắm là tí nữa anh làm được không? Đó, anh nghi là em bắt anh làm nên anh dòm tỉ mỉ nãy giờ nè. Không có nghi ngờ gì hết đâu, chắc chắn rồi. Khi mà đến với chuyện đó chuyện đây thì tất cả các nghệ sĩ đồng hành với chuyện đó chuyện đây, chúng ta đều có một cái thời gian trải nghiệm cùng với lại cái nghệ thuật cũng như là những cái mà bộ môn mình đang tiếp cận. Dạ. Yeah. Yeah. Mà quan cũng đang tò mò là cái mực mình viết lên lá sen này có thể một loại mực đặc biệt như nãy thầy nói, nhưng mà đặc biệt ở chỗ nào? Cái loại mực thì mình sử dụng mực tàu. Mực tàu. Mà mình pha thêm cái quan trọng là cái pha thêm đó. Còn nếu mà mực tàu không mình viết lên thì nó không có ăn vào trong cái lá, nó không có rút. Cái loại mực thì mình sử dụng là loại mực tàu, và mình pha thêm cái mộc ạt vô. Dạ. Để tạo cái vẻ đẹp cho nó. Là mình dùng cỏ, là mấy cái cỏ lớn này luôn. Mình viết cỏ nhỏ thôi. Cái cỏ lớn này mình dùng là mình vẫn viết được, mình viết trên cái khổ lớn hơn. Dạ. Bây giờ thì thầy không biết thầy sẽ viết cái câu lời hay ý đẹp nào. Bây giờ mình về Đồng Tháp thì mình viết về sen đi ha. Dạ. Mà tí nữa Quang với lại nghệ sĩ Hữu Thạch không biết là trong vòng có 5 phút không biết mình học nổi không. Có bao giờ mà học một học trò tới với thầy là trong một buổi đầu tiên là các em ấy viết thật là đẹp mà thầy ưng ý liền? Cũng có nữa. Thường thì những cái tạo nét ban đầu á, thì dù mình viết những cái chữ thì những cái bạn đó có thể là nhìn theo và mô phỏng lại cái chữ đó thì nó cũng đẹp. Khi nãy là thầy Phi Long có chia sẻ là thầy Phi Long được một cái giải của tỉnh đúng không ạ? Dạ. Dạ. Thầy có muốn là trong tương lai là mình sẽ đem lại hình tranh thư pháp trên lá sen này mình đi quảng bá xa hơn ngoài tỉnh. Mình muốn quảng bá cho các du khách nước ngoài biết đến Việt Nam qua cái hình tượng là lá sen. Cũng mong muốn là như thế, để cho khách nước ngoài họ biết về Đồng Tháp nhiều hơn qua cái sản phẩm này. Thầy có ấp ủ dự định gì trong tương lai hay không? Thì hướng sắp tới thì sẽ tìm thêm một vài bạn cũng có cái sở thích này như mình, để mình sẽ vào thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh đó, mình giới thiệu cái lá sen này nó nhiều hơn. Thì tại vì ở nơi đó thì khách nước ngoài họ rất là nhiều. Wow, quý vị thấy sao ạ? Sen Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen. Và tại ngày hôm nay là thầy đã cho chữ và bức tranh này đã giới thiệu đến quý vị của chuyện đó chuyện đây. Chúng ta thấy rằng chỉ vài đường nét, chỉ bằng một cây cọ, vài chấm mực thôi, thầy đã tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật rất là độc đáo. Và đặc đáo hơn, đó mang một cái hồn của dân tộc, hồn của Đồng Tháp nơi đây. Và nghe thấy được bức tranh này thì Hà Chí Hoang và anh Hữu Thạch chắc chắn là rất là nôn nóng, mình muốn trải nghiệm ngay thôi ạ. Đến với Đồng Tháp, ngoài ăn những món ăn liên quan tới sen, nào là ngó sen, củ sen, gương sen, và bây giờ thì mình lại biết thêm một loại hình nữa là viết thư pháp trên lá sen. Tại sao chúng ta không thử ạ?
thầy. Chắc là phải nhờ thầy làm phiền thầy chỉ dạy cho hai người học trò này đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn lá mình dán ha. Dạ. Đây, quay xong rồi ạ. Rồi, thưa quý vị thấy sao ạ? Có sự so sánh khác biệt rõ ràng. Chuyên nghiệp đây ạ. Còn đây là hai người rất là amateur, không nghiệp dư lắm ạ. Khi mà cầm bức tranh này thì Hà Chú Quang chỉ vui, thích cái là tự tay mình viết ra bức tranh này thôi. Được viết lên một cái loại hình mới, cái chất liệu mới đó là lá sen. Nhưng mà để chúng ta hoàn thành một bức tranh thật là đẹp, thật là ý nghĩa, chắc hẳn là trải qua một quá trình trau dồi và học tập rất là lâu đúng không ạ? Như thầy nói là thầy học 12 năm để có những cái nét chữ mượt mà, điêu luyện, cũng như người ta nói là rồng bay phượng múa như thế này. Thì mình viết thì trước tiên là mình phải cố gắng, mình tập luyện, mình phải đam mê. Như chữ của Quang thì nhìn thì tương đối là cũng có nét đó, nhưng mà phải rèn luyện thêm. Yeah. Ngày hôm nay thì cũng trải nghiệm cùng với thầy. Không biết rằng thầy có điều gì nhắn nhủ với tất cả các bạn mới đang muốn tìm hiểu về loại hình mới này, nghệ thuật viết thư pháp trên lá sen. Thì cái điều mong muốn là ở các bạn trẻ thì nếu có điều kiện thì mình nên học cái bộ môn nghệ thuật thư pháp này để chúng ta giữ gìn một cái nét văn hóa của người Việt Nam mình. Cái thứ hai nữa là qua đó thì cũng muốn giới thiệu thêm với bạn bè gần xa là sản phẩm lá sen, tranh lá sen gỗ Đồng Tháp, nó mang một cái đặc trưng của quê hương mình. Và có điều gì mong muốn trong tương lai thầy muốn làm, đặc biệt là đối với nghệ thuật viết thư pháp trên lá sen? Thì cái mong muốn thì trong tương lai thì sắp tới thì nếu có điều kiện thì có một cái buổi để mà mình giới thiệu cái thư pháp này ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở các tỉnh khác, để mình cho mọi người biết thêm và mong muốn là cũng tiêu thụ thêm được cái sản phẩm này nó nhiều hơn. Dạ. Đến với mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Và quý vị thân mến, qua sự chia sẻ cũng như tâm sự của thầy Trịnh Phi Long thì chúng ta thấy được rằng bộ môn thư pháp trên lá sen rất là bổ ích. Chúng ta coi rằng đây là một bộ môn chúng ta học thêm cũng được. Chúng ta có thể thư giãn sau những giờ làm việc vất vả, sau những giờ học căng thẳng. Đến với những con chữ thì chúng ta có thể thả hết hồn mình vào đó. Và cũng đây cũng là một cái để chúng ta lưu giữ được nền văn hóa dân tộc, đặc biệt là cội nguồn của chúng ta, đúng không ạ? Và hy vọng rằng nếu quý vị quan tâm thì quý vị hãy xem chương trình của chúng tôi, cũng như là tìm đến thầy Trịnh Phi Long để chúng ta tìm hiểu về bộ môn này nhé. Và chương trình ngày hôm nay Chuyện Đó Chuyện Đây đến với lại Đồng Tháp gặp gỡ thầy Trịnh Phi Long. Hà Chú Quang cũng cảm ơn thầy rất nhiều qua những chia sẻ về bộ môn nghệ thuật viết thư pháp trên lá sen. Và mến chúc cho những ước mơ, những mong mỏi cũng như là những dự định trong tương lai của thầy sẽ thực hiện được. Đầu tiên hãy chúc cho thầy nhiều sức khỏe để thực hiện những điều đó. Dạ, cảm ơn Chí Quang rất nhiều ạ. Anh chúc em cũng vậy. Dạ, cảm ơn anh. Và quý vị ơi, hãy đến với Chuyện Đó Chuyện Đây để biết thêm nhiều chuyện lạ lắm mà nghe. Và hãy tiếp tục đón xem chương trình của chúng tôi được phát sóng trên kênh HTV7 lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần. Hà Chí Quang, thầy Trịnh Phi Long và nghệ sĩ Hữu Thạch xin chào và hẹn gặp lại.